xin kính chào quý cô chú anh và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc em xin được giới thiệu tên là biểu chuyên bán phong lan rừng tại cao bằng ạ à. và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849490188 hoặc 03 96 164 604. hiện tại là buổi tối của ngày 20 tháng 1 năm 2021 thì tối hôm nay bên cơ sở lan rừng nhà em có rất nhiều những dòng hàng lan mới đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc là nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 10.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì được áp dụng cho cả ba vùng miền Bắc Trung Nam trên toàn quốc ạ. Và trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn thì hôm nay bên cơ sở lan rừng nhà em có cập bến một cái lô đai châu mới, cây to đẹp và hàng đang nụ rất là đẹp luôn cô chú anh chị này, hàng châu rừng Bắc trụ cô chú anh chị nhé. À, cây thì hiện tại đang bắt đầu là đang đều đang gần như là gần như là 100% đang có nụ của chú chị này Đó, đai châu rừng bắc trụ ạ Như cây này rất là to Và hàng này thì nói chung là em thấy là lá xếp khá là uh, khá là sát nhau Đấy, cây xếp đẹp như thế này cô chú chị nhé Và 1kg kg đai châu này thì em bán với giá là 550.000 trong 1kg uh, Số cây nó sẽ rơi vào khoảng tầm 4 cho đến 7 cây trên 1kg nhé bốn cho đến 7 cây trên 1 kg, cây to vừa phải. Giá là 550 000 trong 1 kg ạ. Và bên này đây thì hôm nay vừa em vừa về một cái lô kèn mới, hàng dài và rất là đẹp luôn. Nói chung là dài thì cũng không phải dài lắm và cũng không phải ngắn lắm. Hàng thì hiện tại đang chi chít là nụ luôn. Ở cái chỗ này thì cô chú anh chị về thì em nghĩ rằng sẽ được chơi hoa thưởng thức uh, Tết. Nếu như những nơi là ấm áp hoặc là đầu hoa xuân, đầu xuân tới có những nụ thì khá là dài rồi cô chú anh chị này. Đó, À, có một số thì đa số là đang nhú Nhưng mà một số cây là đã nhú nụ dài Hàng này thì em bán với giá là 660.000 Cho 1kg vẫn 660.000 Thực sự thì cái lô này em nhập giá rất là cao Tuy nhiên thì em vẫn để giá cho cô chú anh chị là 660.000 Rất là hữu nghị ưu đãi như vậy à, Mầm gốc đang lên cô chú anh chị nhé Lô hàng phải nói cực đẹp luôn Và bên này đây là dòng lan trồn tím à, Dòng lan trồn tím này thì Với dòng trồn tím phải nói là hoa nó cực cực xinh luôn những cái bông hoa dày và à, rất là dày hoa Uh, sai hoa của anh chị ạ Trồn tím thì hàng không còn nhiều ạ Em bán với giá là 180.000 cho 1kg nhé Và tiếp theo sang bên này đây là kiều vuông cánh trắng Dòng kiều vuông cánh trắng ạ uh, Kiều vuông cánh trắng 200.000 cho 1kg nhé Dòng này thì nếu như sớm đây Cô chú anh chị có thể kích hoa để nở đúng vào thời điểm Tết luôn đấy ạ Cái hàng này thì thời điểm bây giờ em thấy là Có nhiều cây cũng đã sưng mắt nụ rồi uh, Và tiếp theo sang bên này đây Thì em có cái dòng lan hoàng thảo chuỗi ngọc Chuỗi ngọc mùa này thì hàng đang bắt đầu là xuống lá Và xuống lá và tất cả thì đều đang nhú nụ hết như thế này cô chú anh chị này đó đều đang nhú nụ tuyệt vời nói chung là năm nay thì năm nhuận nên là em thấy là sẽ có rất là nhiều loại lan mà nở vào cái tết hoặc là đầu xuân ạ à. rất là xinh luôn dòng chuỗi ngọc thì đẹp từ thân lá đến màu sắc hoa cũng rất là tuyệt vời thân căng mướt rất là đẹp luôn đó có những cây thì nụ khá là dài vận chuyển đóng gói nó cũng hỏng mà mất nụ một số hoàng thảo chuỗi ngọc em xin phép bán với giá là 190.000 chín mươi cho một kg nhé à, bên này đây là dòng lan hoàng thảo vôi bắc Vôi bắc có chính chị nào đã từng thử, được thưởng thức thì biết rồi Bông hoa tím lịm luôn Hoa của vôi bắc ạ à. ở à, Thân thì rất là nù, khác hẳn với vôi lào của chính chị nhá Nhìn thì rất là dễ phân biệt Vôi bắc 250.000 trong 1kg ạ à. Và bên này đây là dòng long tu đá này thân căng mướt hiện tại cũng đang bắt đầu là chuẩn bị có những cái mắt nụ uh, trồi lên rồi uh, long tu đá em bán 110.000 trong một kg thôi ạ bên này đây hôm nay em lại cập bến mới lô sơn thủy tiên phải nói là siêu sinh siêu sinh luôn sơn thủy tiên hiện tại em thấy là cũng có những cây đã bắt bắt đầu là sưng cái mắt nụ rất là lớn rồi ạ sơn thủy tiên nhá em bán với giá là 180.000 trong một kg sơn thủy tiên thì em thấy là cái giả hành của nó sẽ to và căng tròn hơn so với cả uh, so với cả hoàng lạp đi ạ à. và bên này là dòng lan ngọc thạch ba màu này cô chú anh chị thấy là thân rất là mướt căng hàng không quá dài không quá ngắn rất là đẹp luôn ngọc thạch ba màu chỉ 150.000 năm mươi cho một kg thôi cô chú anh chị nhé nó thân rất là đẹp luôn cô chú anh chị này ô ạ à, cô chú anh chị thấy này đang bắt đầu là sưng nụ đến nơi rồi đây cô chú anh chị nhìn thấy cái thân này là nó nụ rất là đẹp rồi hoa sai hoa rất là sai luôn và ba màu sắc đẹp luôn đấy, cô chú anh chị nhé ngọc thạch ba màu ạ, 130 000 trong trong kg. Rồi tiếp theo sau bên này đây là hoàng thảo ờ uh, áo à, long tu uh, long tu xuân. Cái dòng long tu xuân nhé cô chú anh chị, thân cũng căng mướt luôn này, những cái mắt nụ của nó đây ạ. Đó. Cái dòng long tu xuân thì dễ thuần dễ chăm lắm luôn, hàng thân căng căng mướt với những cái thân có ngắn có dài nhưng mà đều rất là mập khỏe như thế này. Em bán là 220 000 trong trong kg nhé. Tiếp sang bên này đây là dòng lan kiếm đỏ hồng hoàng. Kiếm đỏ hồng hoàng với giá em bán là 80.000 trong 1 kg thôi. Mà sang bên này đây là hạc vị bắc hay người ta còn gọi là phi điệp hồng. Hàng mùa này thì xuống lá hoàn toàn cây khô ráo. Nói chung là nhìn thì không được đẹp mã. Nhiều cô chú anh chị mà chưa chơi lan quen thì thường là sẽ thích lấy những cái cây mà xanh mướt. Nhưng mà những cái cây mà khi mà đã lên mầm xanh mướt thì 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 thường là cô chú anh chị sẽ rất là khó chăm. Thậm chí là không thể nào mà đạt hiệu quả. Những cây này đảm bảo cô chú anh chị được ngắm hoa. đó và trăm mầm thì tuyệt vời luôn trong thời gian tới. Hàng này thì em bán với giá là 180.000 trong kg hạt vị bắc của chính chị nhé. Rồi tiếp sang bên này đây là dòng lan trầm tím. Trầm tím này thì phải nói hàng siêu đẹp ạ. Hàng 100% tất cả đều là thân hoa. 100% thân hoa để cho cô chú anh chị này có thể được thưởng thức một mùa hoa trọn vẹn trong mùa xuân tới. Dòng trầm tím này Cô chú anh chị sẽ không phải bỏ tiền để mua những cái thân già. Em bán với giá là 1 triệu cho 1 kg cô chú anh chị nhé Và nó không có gãy dập đó. Hàng thì rất là đẹp như thế này, 100% thân hoa, khỏe, rất là đẹp luôn, thân căng mướt luôn ạ. À. 1 triệu cho 1 kg vì là hàng 100% thân hoa nên là cô chú anh chị lấy khoảng tầm 200 gram cũng đã có khá là nhiều thân hoa để cô chú anh chị được chiêm ngưỡng trong Tết này này rồi đấy ạ, à, trong xuân này rồi đấy ạ. Bên này đây thì em có cái dòng lan Hải Trần Liên, một trong những dòng lan hài đẹp nhất của Việt Nam đấy ạ. Hải Trần Liên 450.000 trong 1 kg, em bán từ 0,2 kg trở lên. À, hoặc là cô chú anh chị mình có thể lấy theo phần này, một phần Trần Liên như thế này. Thoải mái cô chú anh chị đam mê, thỏa, thỏa mãn đam mê luôn, được rất là nhiều luôn ạ. Em bán 80.000 trong một phần nhé. Em có duy nhất hai phần Hoàng Thảo Trúc Phật Bà. Hàng Nam Lào cô chú anh chị nhé. Hàng này cô chú anh chị có thể làm giống. Làm giống đẹp và cũng có thể được thưởng thức hoa đây, như cây này thì rất là nhiều nụ luôn, Đó. cái thân này có gập nhưng về cô chú anh chị gắn lại vẫn ngắm hoa và chơi mầm bình thường cô chú anh chị nhé, lên mầm bình thường, à, cái lô chúc phật bà mỗi một lô như vậy em bán 120.000 thôi ạ, à. rất là nhiều luôn ạ à. Rồi tiếp theo sang bên này đây là những cái cây đai châu phải nói cực xinh luôn ạ. À. Cô chú anh chị nhìn thấy này. Đây là những cái cây đai châu Thái cô chú anh chị nhá. Rất là xinh, mỗi một cây từ 3 cặp lá trở lên. Và hàng thì đang hiện tại đang nhú một cho đến hai nụ để cô chú anh chị có thể chơi hoa Tết hoặc hoa xuân rồi. Đó, thì ở đây có những cây nụ tím lịm như thế này. Cũng có những cây thì nụ uh, đây, nói chung là ở đây hàng châu thái thì nó có rất là nhiều màu sắc khác nhau cô chú anh chị nhé màu nào thì cũng rất là đẹp và ở đây thì em có tất cả là năm màu đó là màu đỏ sắc pháo này màu bò sữa này màu tím đốm này màu hồng phấn và màu cam đó. có tất cả là năm màu sắc như vậy và tất cả là cây thì đều nhú từ một hẹn đến hai nụ tuy nhiên thì đa số là hàng một nụ thôi nên em sẽ chỉ báo chốt cho cô chú anh chị với từ một nụ cô chú anh chị nhé nếu cô chú anh chị nào may mắn thì được hai nụ còn thì hàng chị em em chỉ báo là một nụ thôi đó em bán đồng giá 130.000 cho một đậu chậu những cây đai trâu rất là xinh như thế này và tiếp sang bên này đây là em có cái dòng lan à, dòng lan rồng đỏ cô chú anh chị nhá dòng, dòng lan rồng đỏ này thì mỗi một chậu thì sẽ có ít nhất là bốn ngồng hoa nói chung là chậu là bốn ngồng hoa hàng này thì hàng lá biên ạ à. hàng lá biên hay còn gọi là hàng lá phát tài ạ à. cái dòng mà người ta gọi là hàng cái dòng mà mang cái tính tài lộc và may mắn đấy ạ à. đây Tất cả những cái chậu thì sẽ đều có ít nhất là bốn vòi nụ bốn vòi nụ rất là đẹp luôn Và hàng này thì cái sắc hoa của nó đỏ thắm và cánh hoa cực dày Và phải nói là bông hoa siêu đẹp cô chú anh chị nhá cái Dòng lan dòng đỏ này thì em xin phép được bán với giá mỗi một chậu có bốn ngồng hoa Cô chú anh chị chơi hoa Tết này Với giá là 300 nghìn cho một chậu nhá Hoa của nó đẹp lắm cô chú anh chị ạ Sắc hoa đỏ thắm rất là đẹp luôn Cánh hoa dày dặn và hoa rất là bền Tiếp sau bên này đây là em có dòng dáng hương tam bảo sắc này Dòng giá hương tam bảo sắc này thì hôm nay thì em cũng đã chọn hết hàng đẹp đi cho cô chú anh chị rồi Nên cái hàng này còn lại thì em sẽ thanh lý luôn 50.000 cho 1kg dòng giá hương tam bảo sắc hàng thanh lý Hôm nay em chọn hết hàng đẹp rồi Những cái hàng này em thanh lý cô chú anh chị nhé à, Tại vì là hàng nó hơi héo này Đó. À, nó hơi 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 héo nhiều hơn và nói chung là kém hơn à, Bên này thì em có hai lô chúc Phật bà không biết là đã giới thiệu hay chưa nữa Mỗi một lô như vậy là 120.000 và tiếp sang bên này đây là những cái chậu uh, sang bên này là những cái chậu uh, giả hạt chớp mỹ cô chú anh chị nhé chi chít là nụ luôn có những cây đã nụ lớn như thế này rồi này có những cây thì đang bắt đầu là mới nhú nụ thôi và nụ thì rất là đều luôn ạ à. đều rất là đều luôn đảm bảo cho cô chú anh chị mình sẽ có được thưởng thức những bông hoa giả hạt chớp mỹ rất là độc đáo và đẹp trong tết này và một chậu giả hạt chớp Mỹ hàng đang nhũ nụ rất là tuyệt vời như thế này. Em xin phép được bán một chậu với giá là 280.000 cho một chậu cô chú chị nhé. Không chỉ đẹp với màu, màu sắc hoa đẹp độc đáo mà hàng này thì phải nói là hoa siêu thơm. Hàng này chuẩn ươm ki cô chú anh chị nhé. Chuẩn ươm ki chiều dài từ 60 70 cm trở lên. Giá là 28 cho một chậu. Hàng chuẩn ươm ki một chậu một thân rất là đẹp với giá 280.000 cho một chậu ạ. À. Một dòng hàng mà uh, nếu như cô chú anh chị chơi lan thì biết rồi một Rất là giá trị uh, Nói chung là nhiều nơi thì người ta không bán dưới 300.000 đâu Em dám khẳng định luôn là ít có nơi nào người ta bán dưới 300.000 Cho một thân uh, uh, giả hạc chớp này Còn bên này đây thì em có những cái chậu uh, giả hạc di linh xuân cái Dòng hoa phi điệp tím nở vào thời điểm Tết ạ à, Thân rất là nù luôn ạ Kích cỡ từ 15cm Em bán với giá là 100... à đâu 80.000 cho một chậu thôi Và bên này là em có những cái chậu... Uh, À, đây là những cái chậu uh, lan cát lai a, dòng lan cát mini ạ. Uh, cát mini và một chậu thì rất là sum xuê luôn, nói là nói là mini nhưng cái bông hoa của nó cũng phải tầm to tầm 3 4 cm chứ ạ. Với cánh hoa dày môi môi đỏ, họng hồng họng vàng rất là đẹp. Cái sự kết hợp rất là hài hòa. Cái dòng này thì cô chú anh chị mình sẽ được chơi hoa quanh năm luôn đấy ạ, quanh năm luôn đấy cô chú anh chị. Đây này cô chú anh chị nhìn này, ví dụ như cái cây này này. À, cây này thì đang nở này những cái nụ này thì đang nhỡ nhỡ này Nụ này thì đang nhú nhú lên này Đó nên là cô chú anh chị mình yên tâm nhé Một chậu nhiều giả hành như thế này Cô chú anh chị về sang chậu mới sẽ được chơi hoa quanh năm Giá chỉ có 130.000 cho một chậu thôi ạ Và bên này là dòng lan trầm tím hàng rừng thuần trong chậu nhé Bình thường em bán 100.000 Hàng hôm nay em thanh lý nốt, còn vài chậu em thanh lý nốt, hàng đang xuống lá nhé, chú anh chị. 60.000 cho một chậu, nói chung là nó sẽ có từ 2-3 thân tiếp sang bên này đây là dòng lan hồ điệp lá biên hay còn gọi là hồ điệp lá phát tài cô chú anh chị thấy là những cái cây này này biên cả mặt trên lẫn mặt dưới luôn đấy ạ nó cô chú anh chị nhìn nhá nó không chỉ có biên đỏ mà nó còn có biên vàng luôn đấy cô chú anh chị này biên từ mặt trên đến mặt dưới luôn rất là đẹp ở cái dòng lá này người ta gọi là dòng tượng trưng cho tài lộc ạ và mỗi một chậu hồ điệp lá biên hay là lá phát tài này này nó đều đang có ít nhất là hai ngồng hoa Hai ngồng hoa rất là đẹp luôn Nói chung dòng này thì cô chú anh chị không cần ngắm hoa thôi đâu Mà chỉ cần ngắm lá không đã rất là mê đẹp rồi à, Và đây chính là một sự kết hợp rất là hoàn hảo Giữa sắc đẹp của bông hoa và thân lá như này Mỗi một chậu đều có hai ngồng của cô chú anh chị nhé Em bán 80.000 cho một chậu ạ à. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những cái chậu trà đỏ Ờ à... Những cái chậu trà đỏ thì với những cái tán rất là to Cây to và tán rất là tròn Đều đẹp và chi chít là nụ luôn Cô chú anh chị này Hàng này thì thuần trong chậu rất là lâu rồi Nên là cô chú anh chị yên tâm là hàng này về cô chú anh chị Sẽ được thưởng thức những cái bông hoa rất là căng đẹp Trong Tết tới này cô chú anh chị nhé Dòng trà đỏ ạ Dòng trà đỏ này mỗi một chậu rất là to Tán tròn đẹp như thế này Em bán 180.000 cho một chậu nhé và tiếp sang bên này đây là những cái chậu mai đỏ đang chi chít là nụ luôn cô chú anh chị nhìn này. Đó những cái nụ li ti như thế này cô chú anh chị nhìn thấy là nó đó chính là nụ đấy ạ. Đây là dòng mai đỏ bông kép cô chú anh chị nhá. Dòng mai đỏ bông kép và hàng này thì trồng trong chậu rất là lâu rồi. Đây cô chú anh chị nhìn màu đất là biết ạ. Hàng trồng trong chậu rất là lâu rồi nên cô chú anh chị hoàn toàn yên tâm nhá. Đây ạ, đây là sắc của dòng mai đỏ bông kép rất là xinh như thế này này. Đó, tất cả đều đang chi chít nụ luôn. Đó, cô chú anh chị nhìn cho em Và một chậu mai đỏ để cô chú anh chị có thể thưởng thức hoa trong Tết tới này Em bán một chậu như vậy với giá là 140.000 cho một chậu nhé Cô chú anh chị nhé, 140.000 cho một chậu Thời điểm hiện tại thì em thấy là có nhiều nơi Cũng nhiều nơi người ta có thể bán đến 180 cho đến 200.000 cho một chậu luôn đấy ạ và bên này đây là những cái chậu thiên nga phải nói là nó siêu đẹp luôn Những cái chậu thiên nga hàng hiện tại đang xuống lá để chuẩn bị chờ hoa Cây thì đang chuẩn bị là nứt nụ và cũng đang chuẩn bị lên mầm cô chú anh chị nhé Đây này, như cây này đã lên mầm này, mọc cây con như vậy rồi này Già hành rất là to, rất là chắc khỏe luôn như thế này cô chú anh chị và một chậu thiên nga hàng này chuẩn thiên nga nhé Nên là khi mà sổ hoa thì nhìn cái sắc bông hoa của nó cánh dày Và bông dày rất là trang nhã, rất là đẹp luôn Đây là dòng thiên nga nâu đỏ ạ à. Hoa thì sẽ rất là thơm luôn à, Một chậu giả hành rất to như thế này Em bán 180.000 cho một chậu nhé chính chị nhé 180.000 cho một chậu thiên nga đỏ Đó, em thấy là hiện tại là à, Hàng đang xuống lá Đang xuống lá Đang lên mầm gốc để chuẩn bị cho hoa và bên này là dòng thiên nga đen. Thiên nga đen thì cô chú anh chị mà đã từng chơi lan thì biết rồi, có những củ thiên nga đen đã xuống hết lá như thế này luôn rồi đây cô chú anh chị này, chuẩn bị chờ uh, chờ sổ hoa thôi. Thiên nga đen thì nó sẽ nhỏ hơn thiên nga đỏ nhá. Thiên nga đen em cũng bán 180 000 cho một chậu thôi. Bên này đây là dòng giả hạc pháp này cô chú anh chị này. Một chậu giả hạc pháp, hàng đã thuần, hàng ươm ki, nhiều thân có thể từ 5 cho đến 8 thân rất là đẹp như thế này ạ hàng đang xuống lá tự nhiên để chuẩn bị chờ hoa Em bán một chậu như vậy với giá chỉ 160 của chú anh chị nhé một chậu chỉ có giá là 160 thôi Đói, Dòng hàng giả hạc pháp chưa bao giờ hết giá trị luôn Và bên này đây là những cái chậu vũ nữ vàng mặt trời Cô chú anh chị mình cùng ngắm cho em những cái bông vũ nữ Màu vàng Màu vàng sáng Đẹp độc đáo như thế này ạ Mang hình dáng của những cô nàng vũ nữ đẹp rất là độc đáo luôn như thế này và những cái chậu vũ nữ này thì đây là hàng dòng hoa cắt cành nên là nó sẽ rất là siêng hoa và sinh trưởng rất là mạnh đẻ nhánh rất là mạnh luôn cô chú anh chị mình nhá cái hàng này thì hiện tại là em không là hàng, là hàng em hết hàng nụ rồi nhưng mà em dám chắc rằng một dạo nữa thôi là nó cũng sẽ bắt đầu là nhú nụ hết bởi vì hàng này cắt cành nên là sẽ cho hoa quanh năm ạ em bán một chậu vũ nữ vàng mặt trời như vậy với giá là 90.000 cho một chậu nhá và bên này là em có dòng điện lan cọp đỏ Dòng điện lan cọp đỏ này thì hiện tại Đây em có chậu này em gọi là chậu số 1 này Cái dòng điện lan cọp đỏ này thì em thấy là hoa thì rất là thơm Mà có cái điểm rất là độc đáo đó là khi mà mới sổ ấy Thì cái lưỡi của nó hơi trắng như vậy này Và một khi mà nó nở được một dạo thì cái lưỡi của nó sẽ chuyển sang màu đỏ rất là đẹp luôn đó Và đặc biệt là cái môi của nó màu đỏ rất là xinh Hoa cong một cách rất tự nhiên ạ và giả hành rất là khỏe như thế này Hàng này em gọi là chậu số 1 đi Em sẽ bán chậu này với giá 220 nghìn Thì cô chú anh chị siêu tầm làm giống và được ngắm hoa trong trong cái khoảng thời gian tới này Cô chú anh chị nhá 220 nghìn rất là dễ thuần dễ chăm Chậu này em gọi là chậu số 2 này Chậu này đang có 3 ngồng hoa rất là đẹp luôn ạ à. ba ngồng hoa đang nở nhá Mười mấy nở thôi cô chú anh chị nhá Nên thoải mái cô chú anh chị thưởng thức đến Tết luôn Cái chậu này em cũng bán 220 ạ à. Và chậu bên này này Chậu bên này có đâu nhỉ có hai vòi bông đó, hai vòi bông ạ. À. Đó, cô chú anh chị thấy hoa rất là xinh. Chậu này thì có hai vòi bông em bán 200 000 cho chậu này. Và tiếp sang bên này đây là những cái chậu đai châu. Hàng đai châu rừng mà nhà những người người dân người ta đã trồng thuần không phải nhà vườn trồng mà đây là những cái nhà nhà dân người ta đã trồng nên là không có được uh, kích uh, tăng trưởng chăm sóc kỹ nên là cây nó không được nhìn mướt như là những cái chậu của nhà vườn người ta chăm nhé Uh, nhưng mà về cô chú anh chị trong những cái chậu như thế này thì phải nói là rất là dễ sống, rất là dễ chăm luôn. Thì cái chậu này em gọi là chậu số 1 đi, chậu này có ba cây rất là đẹp luôn ạ. À. Đấy, cây này cái nồng hoa đang rất là dài luôn đây cô chú anh chị này. Có hai ngồng hoa này, ba ngồng hoa đấy ạ. À. Và cái chậu này thì em xin phép được bán với giá là 280 000 nhé nhá. Và chậu số 1 ạ. À. Chậu số 2, chậu này cũng hai cây này. Đây đang có một ngồng hoa này. Đó, cái chậu này thì uh, cây này Chậu này em bán với giá là 280 này Chậu tiếp theo là chậu số 3 Chậu này thì có lỗi lá Ở đây như thế này cô chú anh chị nhá Đấy, Một cái vòi hoa này đang chuẩn bị nở này Cái vòi hoa bên này nữa Cái chậu này thì em xin phép bán với giá 220.000 thôi 220.000 cho chậu này thôi nhá hai cây rất là to Lỗi lá nhẹ một tí xíu Chậu tiếp theo là chậu số 4 đây, Cây này đang nhú nụ đây cô chú anh chị Cũng hai cây Cây này cũng một nụ cong veo đẹp Cái chậu này thì em xin phép bán với giá là 200 À, đây cây này lỗi lá nhẹ. Cây này em bán 240 nghìn đi. Trọng này 240. À, hình tiếp theo hình số 5. Hình số 5 này. Cũng là hai cây. hai cây này em bán 250 nghìn. Là hình số 6. Hình số 6 nhá. Ờ... À, hình số 6 Đây cây này có một vòi bông đang chuẩn bị trúng chím nở này Cây này cũng có một vòi bông này. Hai cây này rất là to luôn Đó, hai cây này rất là to như vậy em bán 280 này Và chậu số 7 Chậu số 7 có hai cây nhá à, Cây này hoa rất là xinh luôn, đang nở hoa rồi ạ à. Đang một nụ đây, bên này một nụ nữa Cái chậu này thì ạ, à, còn có một cây nhỏ nhỏ bên dưới này nữa Thành ba cây luôn, chậu này em bán 220 nhá 220 cho chậu này Và chậu tiếp theo là chậu số 8 hai cái vòi bông đang nở này, nhìn xinh không cô chú anh chị Cánh hoa nhìn gần như là trắng luôn, rất là đẹp Cái chậu này có hai cây này như vậy Em bán chậu này với giá là 250.000 Và chậu tiếp theo là chậu số 9 cũng hai cây rất là to Của chú chị ạ hai cây rất là to cây nụ này bên này thì đang nụ nữa này đó đây ạ à, và cái cây bên này thì cũng đang nụ thôi cây bên này cũng đang nụ đây một nụ ở dưới này nữa này cô chú anh chị chậu này em xin phép được bán với giá cũng hai trăm này cho chậu này hai cây to nhá hai cây rất là to luôn và bên này đây là dòng lan trầm dòng đỏ nhá nếu như mà nói là chơi hoa thời điểm Tết thì có lẽ là không có loại lan nào có thể qua mặt được và đáng chơi hơn cái dòng trầm dòng đỏ Hàng hiện tại tất cả là đều đang bắt đầu là nứt nụ nhú nụ như thế này Đó Ở đây thì em sẽ giới thiệu chung như thế này Tất là tất cả mọi chậu là đều đang nhú nụ cô chính chị nhá Nếu như những nơi nào mà lạnh thì có thể là không nở kịp Tết Nhưng những nơi nào ấm áp thì có thể nở thời điểm đúng Tết nhá Đó Nên là những cái chậu này cô chú anh chị mình không chơi hoa Tết thì có thể chơi hoa xuân đúng không ạ Chơi vào đầu xuân năm mới thì cũng rất là may mắn với cái sắc hoa đỏ thắm hương cực thơm à, và dòng này thì chơi phải nói là cực kinh tế luôn bởi vì cô chú anh chị chơi hoa xong rồi thì uh, thì thì chăm mầm gốc này rồi cắt thân già để ươm ki thì rất là tuyệt vời luôn ạ em có chậu này là chậu số 10 Chậu số 10, trầm rồng đỏ 4 thân, hàng đang xuống hết lá, thân to, nù rất là đẹp như vậy. Chậu này em bán 760.000, cô chú anh chị nhá 760.000 cho chậu số 10. Chậu số 11, Chậu này có 5 thân nhá Chậu này có 5 thân Em bán với giá là 800 nghìn ạ à. 800 nghìn cho chậu 5 thân Chậu số 12 750 nghìn cho chậu này 4 thân rất là đều, rất là đẹp Đó, Hàng thì nói chung là Lá thì còn, lá thì mất Nhưng cô chú anh chị nhìn thân nó cực khỏe luôn như thế này Đó Đấy, Nụ thì rất là đẹp luôn Chậu này em bán 700 năm nhá à, Hình tiếp theo Hình số 13 Hình số 13 Chậu này cũng là chậu 4 thân ạ Nụ xinh ơi là xinh đây luôn cô chú anh chị Đây nhá đấy, Cả hai bên Đều đang nứt nụ rất là đẹp như thế này đấy ạ Cái chậu này thì em có bốn thân Nên em bán 730.000 nhá 730.000 cho chậu này Cả bốn thân đều đang nhú nụ rất là tuyệt vời luôn Quá đẹp luôn Chậu tiếp theo chậu số 14 Là dòng giả Di Linh Xuân Lai với trầm rồng đỏ Có dòng hàng này thì khi mà sổ mặt bông Phải nói siêu xinh ạ À, cô chú anh chị cùng nhìn giúp em đây là cái mặt bông mà nó đã nở sổ tại vườn nhá. Đó thì uh, bông hoa của nó là mang sắc hoa của dòng Di Linh Xuân, cái khuôn của Di Linh Xuân nhưng lại sang sắc đỏ thắm của dòng Trầm Rồng, rất là tuyệt vời như thế này nhé Là nói chung em nghĩ rằng đây là một dòng lan rất đáng sưu tầm ạ. À. Em có chậu này có hai thân để cô chú anh chị có thể chơi hoa xuân. Chậu này em bán với giá là 2 à 180 000 nhé, là chậu số 14. Tiếp sang bên này đây sẽ là dòng trầm trắng phải nói rất đáng sưu tầm. Đây là mặt hoa của dòng trầm trắng để hay người ta còn gọi trầm bạch tuyết. Một trầm trắng sổ ba thân rất là tuyệt vời như thế này đây cô chú anh chị nhé. Trắng một cách không tì vết luôn, rất là thơm nữa. Dòng trầm trắng hàng này chuẩn ươm ki nên là sẽ chuẩn mặt bông cho cô chú anh chị đó ạ. Ở đây này cô chú anh chị nhìn này, đang nụ lên nhú lên và xanh lên nét như thế này luôn nhá. Về cô chú anh chị có thể thay chậu và dựng lên, mầm gốc cũng đang lên luôn đấy ạ. Và ấy, chậu này này có tất cả là ba thân nhá. Em gọi này là chậu này là chậu bao nhiêu nhỉ? Chậu này là chậu số 15 có 3 thân đang nụ rất là đẹp. Chậu này em xin phép được bán với giá 208 ạ. Chậu số 16, chậu này 4 thân luôn, nụ quá đều luôn, quá đều đẹp luôn cô chú anh chị này. Chậu này em bán 208, chậu này 4 thân ạ. Và chậu số 17 cũng là một chậu trầm trắng với 4 thân rất là to ạ. Với 4 thân rất là to luôn cô chú anh chị mình nhé Đấy, chậu này thì đang bắt đầu là nứt nứt nụ thôi ạ. Rất là đều đẹp luôn. Cái chậu này thì em bán bao nhiêu nhỉ? 208 cũng bán 208 và ở đây thì em còn có duy nhất hai chậu giả hạc hồng ngọc đây là mặt hoa của dòng giả hạc hồng ngọc cô chú anh chị cùng ngắm cùng cùng thẩm xem là có đáng sưu tầm thưởng thức không đó cái sắc hoa tím hồng ngọc rất là tuyệt vời như thế này đây ạ à, cái chậu giả hạc hồng ngọc này ấy thì hàng này cũng chuẩn hương kỳ cô chú anh chị mình nhá hàng xuống hết lá và chuẩn bị nứt nụ rồi ở như lô trước thì em thấy là nó đã nứt nụ rồi luôn đấy ạ có nhưng mà ở đây hai chậu này là chưa nứt nụ em có chậu này có bốn thân nhưng mà một thân là bị gãy ở đầu kia kìa nên em bán 240.000 bốn mươi là chậu số 18 chậu số 19 này chậu này có ba thân phải nói là dài cực đẹp luôn đó ba thân dài đẹp như vậy chậu này em bán 250.000 và chậu tiếp theo là chậu số 20 cũng là một chậu trầm trắng chậu này là chậu trầm trắng chứ chậu này là chậu trầm trắng của chính chị mình nhá đó tự dưng lại bị lẫn chậu trầm trắng sang bên này cũng đang nụ có 4, 424 thân rất là đẹp như vậy chậu này em bán 260.000 chỉ gió đi rồi tiếp theo bên này đây sẽ là dòng Hawaii Hawaii trắng nhá Hawaii trắng này em có cái chậu này là chậu 21 rất là dài luôn ạ à. đấy nhá 21 rất là dài như thế này thì uh, Chậu này thì rất là dài Tuy nhiên thì cái nụ của nó đã nhú ra ngoài như vậy Nên là cũng có một số nụ nó bị hỏng nhá Chậu này em bán với giá là Đây, đang lên bồng gốc em bán 120 Chậu tiếp theo là chậu số 22 100 nghìn cho chậu này thôi 100 nghìn cho chậu một thân này ạ Hình này thì có mấy nụ lớn này Và một số nụ thì đang bắt đầu là nứt ra thôi đấy ạ Thì chậu này thì em bán 100 nghìn Bởi vì nó hơi ít nụ nhá Cây thì cũng rất là khỏe Chậu tiếp theo là chậu số 23 23 thì nụ rất là nhiều luôn 23 em bán 120 nghìn cho chậu này cái đang lên mầm gốc này. Tiếp theo là chậu 24. Chí chít là nụ luôn ạ. À. Không có cao lắm nhưng rất nhiều nụ, siêu nhiều nụ luôn, siêu xinh như thế mầm gốc nữa. Chậu này em bán 120. Và chậu tiếp theo là chậu số 25, chậu này hai thân ạ. À. Chậu này hai thân nhưng mà em sẽ chỉ tính bằng một thân bởi vì là chậu này nó hơi ít nụ ạ. À. Chậu này đây mầm gốc lên này, rất là xinh. Chậu này em bán 120 nhá. Và tiếp theo là chậu hoa oai tím 26. Chậu hoa oai tím 26 này em có hai thân ạ. À chậu này, cái thân này đang nụ siêu đẹp luôn. Đây ạ. Đấy cô chú anh chị nhìn cho em, nhìn kỹ giúp em ạ. Nụ của nó này, từ bắt đầu từ dưới này lên lên tận tít trên kia cô chú anh chị nhá. Cái thân bên này thì chưa nụ và cũng rất là căng khỏe nha, cái mầm trên này bị gập một tí. Chậu này em bán 200.000 cho chậu 26. Chậu 27 một chậu siêu to khổng lồ rất là đẹp. Có bốn thân siêu to khổng lồ luôn. Đây cô chú anh chị so với ngón tay của em ạ. Cũng đang rất nhiều nụ kìa. Đây là hoa ai tím nhá bốn à, thân chậu bốn thân to này em bán 400 trăm nghìn em à, lưu ý cô chú anh chị một chút đó là cái chậu này này có một cái thân này nó bị gập nhá một thân này bị gập nhưng cô chú anh chị vẫn đảm bảo chơi hoa và nhân giống về hàng này thì cô chú anh chị về sẽ rất là kinh tế luôn chơi hoa xong cô chú anh chị có thể cắt thân già để ươm kia à. rất là kinh tế nhá tiếp sang bên này đây là em có hình đai trâu đai trâu rừng thì cô chú anh chị có thể mua hàng cân hoặc là có thể mua theo hàng hình này này hình 28 em bán 300.000 cho chậu này hai cây đang nụ đẹp Cây này rất nhiều cặp lá này, cây thứ hai này nhiều cặp lá đang nụ. Ờ, à, hình này em bán hai cây này 280. Ờ à, 300 chứ, 380 hình 28 300. Hình 29 có 3 cây ạ, ba 3 cây xếp tam tắt đẹp, hàng đang nụ nhá. Đó. À, hình này thì ừ có cây đang nụ có cây không. Cái hình này thì em xin phép được bán hình này với giá bao nhiêu nhỉ? 330.000 cho 3 cây này, hình tiếp theo là hình số 30, 230.000 thôi cho 3 cây này này. 230 000 Và hình tiếp theo là hình số 31 hai cây với giá 270 000 ạ. À. Hai cây bản lá dày cộp to đùng luôn. Đó, xếp đẹp như vậy. Và hình tiếp theo là hình số 32, em bán với giá là bao nhiêu nhỉ? 32 em bán với giá là 230 000 à, ngoài ra thì em có thêm rất là nhiều những cái chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan đấy ạ. Đó, duy xanh duy đỏ rất là nhiều những chế phẩm. Và đặc biệt là hôm nay thì em có những cái đồ đặc sản của rừng Cao Bằng. Những cái đồ ngâm rượu các đồ ngâm rượu và măng miến để cô chú anh chị uh, thưởng thức những cái đặc sản của vùng cao bằng nhá thì em có uh, trước tiên đấy là cây tầm gửi nghiến tầm gửi nghiến thì uh, một túi này một cân một cân em bán với giá là 210 trăm tầm gửi nghiến uh, rất là nhiều cái uh, tác dụng chữa bệnh uh, thứ hai đó là nấm ngọc cầu nấm ngọc cầu với giá 300.000 trong một kg và hà thủ ô đỏ Nói đến Hà Thủ Ô thì cô chú anh chị biết về tác dụng rất là tuyệt vời của nó rồi. Hàng này đặc sản của rừng Cao Bằng ạ, à, với giá 300 000 cho một 1 kg Hà Thủ Ô đỏ. Và Hoàng Tinh, cô chú anh chị ngâm cùng với Hà Thủ Ô đỏ nhé. Hoàng Tinh 200 000 cho 1 kg. À, tầm gửi cây tầm gửi cây gạo thì 200 000 còn bên này là tầm gửi cây nghiến. Tầm gửi cây nghiến là 190 000 tầm gửi cây chanh 230 000 và nấm hương rừng của vùng Cao Bằng. Đây là chuẩn hàng rừng Cao Bằng cô chú anh chị nhé. Nấm hương rừng của vùng Cao Bằng với giá là 15 000 một sâu. Cái túi này có 5 sâu thì giá sẽ là 75 000 Và đây là măng mầm à, măng lưỡi lợn. Măng lưỡi lợn ăn cực ngon luôn, măng lưỡi lợn đặc sản Cao Bằng này ạ. Đặc sản Đảo Lạc nhé, măng lưỡi lợn 290 000 cho 1 kg. Một túi như thế này là nửa cân là 145 000 nhé. 145 000 cho một túi như thế này này. Và đây là măng mầm này, vàng ươm luôn ạ. À. Măng mầm thì 1 kg cũng với giá là 2 à 290 và một túi như thế này là nửa cân là 145 000 Và bên này là chè rào khổ lam này. Chè rào khổ lam ạ. À. Thì cái chè rào khổ lam này thì một cái hộp như thế này thì nó sẽ có 4 cái hộp nhỏ bên trong này bốn cái hộp nhỏ bên trong, mỗi một hộp như vậy sẽ có 20 túi lọc cô chú anh chị nhá, Chè rào khổ lam ạ. Thì uh, cái này là một cái thảo dược rất là tuyệt vời. Ờ uh, cái uh, chè rào khổ lam này mỗi một hộp nhỏ như thế này em bán 60 000 Đấy. Cô chú anh chị nào lấy cả cái hộp như thế này thì đi làm quà cũng rất là tuyệt vời cho những ngày Tết. Một cái hộp như thế này em sẽ bán 220 000 và ba kích với giá là 450.000đ trong 1 kg. Sim uh, sim rừng khô đặc sản rừng, rừng Cao Bằng đây ạ. Phơi sấy rất là cẩn thận luôn. 100 000 cho một túi 1 kg. Và bên này là miến Em có cái hai cái loại miến Đó là miến pha đén Miến pha đén và cái miến bỏ thiếp Là hai cái vùng miền mà có cái khí hậu rất là tuyệt vời Rất là tuyệt vời Đối với cả cái cây cây miến này khi, khi mà cô chú anh chị được thưởng thức cái cây miến này nó sẽ không bị bở nhá Cái hàng này thì dân làm không có hóa chất, không có chất bảo quản mà một là miến nguyên chất và đặc biệt là cái miến ở đây là vùng phe đén và vùng mỏ thiết của vùng cao bằng hai cái vùng miền mà rất là phù hợp với cả cây miến khi cô chú anh chị được thưởng thức những cái cây miến này này nó sẽ không như những miến của những vùng khác thì nó sẽ không bị trương phình cô chú anh chị thoải mái nấu thoải mái nấu mà cái sợi miến vẫn trong và rất là ngon đấy thì những ngày tết mà cô chú anh chị được thưởng thức những cái bát miến của vùng cao bằng với cái độ thanh sẽ làm cho cô chú anh chị không bị ngán, ăn rất là tuyệt vời luôn. Một chợ một cái túi như thế này là một cân ạ. À. Một cân em bán 130 000 cho 1 kg miến mỏ thiếc, à miến phê đén cũng như là miến mỏ thiếc nhé đều đồng giá 130 000 Và đây là cái cây ngâm rượu này, dâm dương hoắc với giá 150 000 cho một cái túi như thế này. 150 000 Và bên này là cái chuối. Chuối hột nguyên quả nhé một túi 1 một kg 130.000đ ạ. À. À, còn đây là táo mèo khô này Táo mèo khô Được làm rất là cẩn thận Quả vàng ương rất là đẹp như vậy Em bán cái quả táo mèo này một cân là 90 nghìn Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những mặt hàng hôm nay mà bên em đang có Và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi